Nhà ông chủ này khang trang quá ta. Công chủ ở nhà không? Trời ơi. Dạ. Phải tạm dừng đợi nãy giờ. Đang đâu vậy? Mấy lầu xuống hả? Dạ. Ơi, sao rồi bữa nay dạo này sao xe mình về được khoảng bao nhiêu chiếc? Là 40 chiếc hả? Chờ mấy chiếc để ở nhà, còn mấy chiếc ngoài kho, chiếc trên lầu nữa hả? Để trên lầu đưa thang máy này lên luôn. Thôi để báo giá mấy chiếc dưới này ha. Giá cả sao dạo này sao em? Ý là giá cả dạo này nó có hạ không, hay là nó tăng, hay là người ta nó tăng nhưng vậy hả? Nó theo xăng dầu à? Như con này giờ mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Con này đổ bộ 55 triệu. 55 triệu là cả dàn sới luôn. Rồi mà người ta mua cái máy không, rồi cái sới mình để lại, mình có để được không? Vậy hả? Rồi vậy dàn sới đó mình bán cho ai? GB 115 là 15 mã lực cu ta hả? Con này chạy mới có 973 giờ ha. Gai bánh trước nó còn cao ngền luôn nè. Bánh rin đó phải không? Con này sao? Nhiều nón dữ vậy. Cái nắp này còn không? Không gắn hả? Đuôi đầy đủ hết ha. Con này như cái dòng B này thì nó người ta rất là chuộng nè. Cái vàng này nó lên bảo hiểm ha. Bảo hiểm luôn ha. Đi khỏi quẹt cây, quẹt cối gì, khỏi quẹt cỏ ha. Như con này mình bán khoảng bao nhiêu? Con này giá 55 triệu luôn. 55 triệu. Rồi hai cầu không ta? Hinomoto. Con này bán cao không? Con này 35 triệu. Mấy? 35 triệu. Có đuôi không? Có đuôi sới luôn, 35 triệu. Ồ, rẻ dữ ha. Ồ, mấy con này đâu đã chạy nhiêu đâu ta? Gai bánh nó còn cao ngoan luôn. 700 hả? 786. Rồi con này sao đây? 60 có đuôi không? Có đuôi luôn. 1850. Con này cũng chạy đâu có nhiêu đâu. Bữa nay lấy toàn lựa mấy đẹp không ha. Cái này mình có tút tẹt gì không, hay là cứ rin vậy? Chưa có tút gì đâu. Cứ rin vậy bán thôi. Chỉ có cái mặt nạ này. Mặt nạ tút hả? Đây là con nào cũng vậy nè. Bánh rin của nó mà gai cao vậy là chưa chạy bao nhiêu đó. Con Mitsubishi đầu cá chép. Con này có dàn sới không? Có chứ. Bao nhiêu tiền? 70. Có sới luôn, hồi nãy nói con đó nhiêu? 60. Con đó 1.800 60. 2.200 70. Có sới luôn. Rồi con B7 F7 này có sới luôn 60. Có sới luôn 60. Bữa nay xe hạ quá ha. Thì trước con này cũng phải 70 mấy á nha. Mà nay còn có 60 à. Cả dàn sới. Rồi con này B1700. B1700 xe 2. Con này có sới luôn 68 triệu. 68 triệu. Có sới luôn 68 triệu. Xe giá xuống dữ ta. Rồi con này có mặt nạ đó kia phải không? Ủa trời. Con này con ngàn ba này 30. 30 hả? Hai chồng mà 30 triệu à? Có dàn sới không? Có luôn. Đây, nó bị ghẻ đó. Mã xe còn đẹp mà. Ở xe thì cái mình nó đẹp lắm. Mình nó xúc chích đó. Bán rẻ 30 thôi. Bán vốn thôi. Còn con này con 45 triệu. 45 triệu. Trời. Mua mấy con này về có đuôi luôn hả?
mấy con này về chạy không sướng hơn là mấy con 5.000, 6.000 à. Đẹp ha. Ờ cái này ba mấy luôn. Ba mấy chạy nó êm mà nó mạnh. Cực kỳ luôn. Rồi. Trời con này còn đẹp xuất sắc luôn ha. Bánh đồ còn gai còn cao ha. Bánh bản lớn ha. Con chạy 205 giờ. Chạy quá ít luôn á. Đây còn Kabuto này. Đó quên. Hinomoto. 60 hả? Nó là tiền thân nó là Hino á. À, nó là Hino, hãng Hino. Thì nó là Hino chứ em. Hinomoto là nó là hãng xe xe hơi Hino á. Mấy chiếc xe tải Hino mà dài dài là của hãng của nó. Con này chạy 1260 giờ. Ồ. Mình đồ là coi như nguyên rin đâu có tốt tét gì đâu ha. Xe tuyển chọn mà. Con này 15 này. Con 15 này 63 triệu anh. 63 triệu. Con này có trợ lái ha. Đời tới em có trợ lái. Con ngoài kia có trợ lái không? Con kia không có trợ lái. Con kia cũng 15 triệu luôn. À 15. Nó rẻ hơn con này. Rẻ hơn bao nhiêu? Con kia có 58 triệu. 58 triệu. Con này. Con này 62 triệu. 62 triệu. 58, 9, 60, 61, 62. Tính ra vẫn còn rẻ. Bộ trợ lực không bây giờ mình mua là hết mười mấy triệu rồi. Mua xe này nó mắc như xe kia mấy triệu thì mình chỉ được mấy triệu. À vậy hả? À con này còn mới quá ha. Con kia cũng còn mới, con kia còn mới đét luôn. Đồng hồ nó bị ấy. À con này chạy được 601 giờ. Cơ hết hả? Dạ. Cơ mà, cơ hết luôn mà. Cơ nè. Cơ nè, nằm trong bộ cơ hết luôn nè. À, lâu lâu mới có được trợ lực, tay lái trợ lực à? Tay lái trợ lực nó nhẹ lắm ha. Đúng rồi. À, có dàn số luôn, có sới luôn. À, còn Ate này. Ate... Kubota Ate. 55 triệu. 15 ngựa mà có 55 triệu à. Vậy thì mua mấy con bê chi ta mua mấy con này xài cho nó sướng chứ ha. Cả vàng sới luôn luôn mà vàng sới lớn rồi chứ. Vàng sới tới 1m2 luôn. Con này kiếm vàng sới kiếm mà nhiên đuôi nhiên biết đầy đủ mà. À, nó có nhiên đuôi. Đời mới nữa. Đẹp. Đẹp thất kinh. Ấy là con này đẹp thất kinh. 836 giờ. Mà nó bị ấy uổng quá ha. Máy móc nó ok mà. Đúng rồi, ok. Tại vì bánh nè nó đâu đã chạy bao nhiêu đâu. Con này nhiêu? 15 ngựa. Mitsu phải không ta? Mitsu. Con này nhiêu? Con này 38 triệu. 38 triệu, trời ơi. Rẻ. Quá rẻ luôn. Cả vàng sới luôn. Ồ. Trời ơi, con này mà 38 triệu mua về mà. Cái chiếc mã chiếc B5000 đồ mua chị mua con này xài cho nó sướng chứ. Đúng không? Nói chung ở đây á em mà con này mấy mấy? Ba mấy. Ba mấy luôn. Ừ. Cái dòng này chạy êm lắm. Nó xấu xấu vậy thôi chứ giờ muốn đẹp cái không... áo sơn lại như giống con kia sơn lại vậy. Muốn đẹp tút lên thác là y như rin hả? Sơn lại đó. À. Con đó nhiêu? Con 35 triệu. 35 triệu luôn, cũng loại này luôn. Người tăng một hệ đó ta. Wow. Máy móc loại bao nha, không có đụng nha. À, không đụng luôn. À. Không đụng, không điếc vậy anh. Có trợ lực không? Có trợ lực cơm anh, ăn no rồi bẻ nó. Nhớ nói chứ nó bẻ nhẹ xèo mà, mấy đời nhẹ xèo mà. Nhật chế. Con này có trợ lực không? Không anh. Đời 2 số thường thường, 3 số thường thường ta có trợ lực. Không có. Hay có trợ lực? Không có. A14. A14 là 14 mã lực của Buta. Con này bên cơ bên điện ta? Bên hả? À bên cơ. Bên cơ hết. Bên cơ luôn. Con này nhiêu? Con này 50 hả? 50 hả? À. 100. Rồi con này? Con B10 hả? Không, 2002 nè. Con 2002 đó đã sới luôn 65 triệu. Nó có mặt nạ trước không? Có anh. À vậy hả? Còn con B10 này bao nhiêu mã lực? 13 ngựa.
13 ngựa hả? Cái dòng nó cũng giống như con B5000 vậy hả? Dạ, nhưng mà nó hơn B5000. Cái dàn sườn nó cũng giống chứ? B5000. Hai mấy, ba mấy? Ngàn nó chỉ có xài cái thằng ga thôi, còn à, nó có trình ga. À, ý là ba mấy, hai mấy? Hai mấy. Hai mấy giống B5000 rồi? Ừ, đúng rồi. Nó cũng gần giống vậy. Ừ. Nó có thêm chân ga thôi. Con này thì nhiêu? Con này 40. 40. Ờ. À. 40 còn khá mới mà, đời nó ra đời sau mà. B10 ra đời sau. Buntra là con hà mã, con gì? Con bò. Con trâu chứ. Ơi con trâu bò sâu cũng vậy. Bò hút. Ơi con này Fami nè, nãy nói nhiêu ta? 35 triệu. 35 triệu, trời ơi, mua mấy con về cho sướng. Còn con kia măng kia có ba mấy, 7001 mắt kìa. À, thôi đó mắt anh. 50 mấy triệu. Nhiều anh em không biết, cứ nói là 7000, giống 7000. 7001. 7001 nó khác xa. 7001 ba mấy rồi. Con kia mới về hả? À? Dạ. Con đó con gì vậy? Con đó sim 173. ACK. Dạ. 173. Dạ. 17 mã lực. Nếu mà mình gắn đồ vô hết bao nhiêu tiền? Con đó 65 triệu. 65 triệu là đầy đủ. Cả đuôi sới, đuôi đồ con đó còn mới quá luôn ha. Mới tinh nữa chứ. Trời ơi nha, mâm niền nè. Con này anh nói chạy chắc chừng khoảng 1000 giờ. Tới rồi. Không tới, không, 1000 em. 1398 giờ. Đó đó. Qua wow, trời mới mà sao về sao nó để cho quỷ giống như lấy mấy mày mày vậy đó. Thì nó cứ rút công công ra nó. À. Nó kéo vô cái gì nó kéo ra luôn. Bể luôn này ha. Ừ. Bể đèn luôn ha. Uống ha. Này bên điện đây. Bên điện nè, hai cục điện này. Hai cục và hai cái van điện nè, bên bằng van điện. Van điện nha các bạn nha. Nó xài hệ van điện nha. Trời ơi nó mới. Bô rồi còn trắng tinh luôn ha. Con 15 này đẹp nè. Đâu? Hả? Con nào? À con này hả? Con này thì quá đẹp rồi. Bao nhiêu? Hả? Con này nhiêu? 58 triệu. Con này thì bao chê rồi. ACK dàn đuôi 1m2 luôn coi ha. Lưỡi đẹp lắm. Sao ngáp vậy? Ô, lưỡi chưa hết nước sơn. Ô, bên cơ luôn ha. Cơ luôn nè. Bên trực tiếp vô trong lốc nè. Cơ luôn. Hãy chỉnh áp. Chỉnh lên chậm nhanh. 705 giờ. Đẹp như mới luôn. Không mượn chạy thử ra được không? Số má đâu? Được á. Xong đi. Nào thằng này không xong tự động hả ta? Xong ngược à? Quên đập ga. Ben coi. Úi. Ồ, Ben ngon lành đấy chứ. Phải lái nhẹ ghê chứ.
Tắt máy cơ hả? Dạ. Tiếp tục con này là cơ bằng tạp. À. Ngon hả? Thôi con này bà. Con này giá nhiêu? Bán không? Bán mua luôn. Con này để chơi. Để chơi hả? Mới lên mâm hả? Để đó đâu. À. Giờ. À. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, rồi. Bạn nào mua thì cứ alo với ông chủ.